NATO kêu gọi Nga đừng chấm dứt hiệp ước hạt nhân với Mỹ. Ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố quyết định về việc Nga chấm dứt hiệp ước hạt nhân với Mỹ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã lên tiếng kêu gọi Moscow suy nghĩ lại. Thông tin về việc Nga chấm dứt hiệp ước hạt nhân với Mỹ được Tổng thống Putin đưa ra ngày 21 tháng 2 khi ông có bài phát biểu trước Quốc hội và các lãnh đạo quân đội Nga. Đây cũng là thời gian mà các nhà ngoại giao châu Âu lập nhóm ở Bruxelles Bỉ về tình hình Ukraine. NATO mong Nga nghĩ lại về việc chấm dứt hiệp ước hạt nhân với Mỹ. Nhiều thành viên trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Ukraine, nhưng nhiều ý kiến lo ngại Nga sẽ dùng vũ khí hạt nhân. Điều này khiến cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine trở thành thảm kịch. Hôm 21 tháng 2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã có cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Sự kiện này trùng khớp với thời gian Tổng thống Nga tuyên bố đình chỉ hiệp ước hạt nhân với Mỹ. Ngay sau tuyên bố của ông Putin, lãnh đạo NATO nêu quan điểm về việc này. Ông Stoltenberg cho biết, rất tiếc với quyết định của Nga và hy vọng Nga sẽ cân nhắc. Tôi lấy làm tiếc với quyết định của Nga về việc đình chỉ chương trình New Start, Reuters dẫn lời ông Stoltenberg. Ông Putin lý giải nguyên nhân tuyên bố chấm dứt thỏa thuận hạt nhân. Theo các chuyên gia, hiện nay Nga là nước sở hữu số lượng vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với gần 6.000 đầu đạn hạt nhân. Nga và Mỹ nếu cộng lại sẽ chiếm chừng 90% số lượng đầu đạn hạt nhân trên toàn cầu. Hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân mà ông Putin tuyên bố chấm dứt nêu trên chính là Hiệp ước New START được ký ở Praha, Cộng hòa Séc vào năm 2010, có hiệu lực từ năm 2011. New START hạn chế triển khai vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ. Đây được xem như thỏa thuận giúp giảm áp lực chạy đua vũ trang trong lĩnh vực hạt nhân. Năm 2021, Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhất trí gia hạn thỏa thuận trên thêm 5 năm, tới năm 2026. Đây cũng là hiệp ước hạt nhân duy nhất còn sót lại giữa Nga và Mỹ. Điều này đồng nghĩa việc chấm dứt nó sẽ báo hiệu tương lai khó lường. Trong cuộc xung đột tại Ukraine, nhiều người đã lo ngại xung đột có thể mở rộng về quy mô và khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Hãng tin Reuters cho rằng phát biểu của Tổng thống Putin là một lời đe dọa hạt nhân dành cho phương Tây về tình hình Ukraine. Trong phát biểu ấy, ông Putin đã cáo buộc Mỹ đã nghĩ chuyện tái khởi động các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Đây là lý do Nga phải thử nghiệm vũ khí nếu cần thiết. Tổng thống Nga nhấn mạnh Moscow chỉ thử nghiệm hạt nhân nếu Mỹ hành động trước. Ông nói, dĩ nhiên chúng tôi sẽ không làm điều này trước, nhưng nếu Mỹ cứ triển khai thử nghiệm thì chúng tôi sẽ làm. Đừng ai ảo tưởng rằng sự cân bằng chiến lược toàn cầu có thể bị hủy hoại. Trong phản ứng sau đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã chỉ trích quyết định của Nga. Ông cho rằng đây là hành động vô trách nhiệm và khẳng định Mỹ sẽ quan sát kỹ lưỡng xem Nga sẽ làm gì. Tuyên bố của Nga rằng họ chấm dứt tham gia New START là điều đáng tiếc và vô trách nhiệm. Chúng tôi sẽ quan sát kỹ lưỡng xem Nga thực sự sẽ làm gì. Chúng tôi dĩ nhiên sẽ đảm bảo trong bất kỳ tình huống nào. Chúng tôi sẽ duy trì như thế phù hợp vì an ninh cho đất nước và các đồng minh. Ông Lincoln nói ngày 21 tháng 2. Mới đây, Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New START. Nga cho biết hiệp ước có thể hết hạn vào năm 2026 mà không có hiệp ước thay thế, do Washington đang cố gắng gây ra thất bại chiến lược cho Moscow ở Ukraine. Cụ thể, Mỹ cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước trên do Nga từ chối cho phép các cuộc thanh sát được tiến hành trên lãnh thổ của nước này. Reuters dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, việc Nga từ chối tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thanh sát đã cản trở Mỹ thực hiện các quyền quan trọng của mình được quy định trong hiệp ước. Điều đó còn đe dọa khả năng kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa hai nước. Theo vị quan chức này, Washington vẫn sẵn sàng phối hợp với Nga trong việc thực hiện hiệp ước New START. Lãnh đạo các ủy ban an ninh quốc gia tại Thượng viện Mỹ, cơ quan thông qua các hiệp ước, cho biết việc Moscow không tuân thủ sẽ ảnh hưởng đến các hiệp ước vũ khí trong tương lai. Hiệp ước START có hiệu lực từ năm 2011 và được gia hạn thêm 5 năm trong năm 2021, giới hạn số đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Mỹ và Nga có thể triển khai, cùng việc triển khai các tên lửa và máy bay ném bom có khả năng mang các đầu đạn hạt nhân từ mặt đất và tàu ngầm. Trước đây, vào tháng 8 năm 2022, Nga đã ngừng hợp tác trong các hoạt động thanh sát theo hiệp ước, đồng thời đổ lỗi cho các giới hạn đi lại được áp đặt bởi Mỹ và các đồng minh sau khi quân đội Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine cuối tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, Nga tuyên bố nước này vẫn cam kết đối với các điều khoản của hiệp ước. Đối thoại giữa Nga và Mỹ về việc nối lại các hoạt động thanh sát từng được dự kiến nối lại vào tháng 11 năm 2022 ở Ai Cập, nhưng đã bị phía Nga trì hoãn và cả hai bên vẫn chưa đưa ra thời hạn mới cụ thể. Ngày 30 tháng 1, Nga cho biết hiệp ước có thể hết hạn vào năm 2026 mà không có hiệp ước thay thế do Washington đang cố gắng gây ra thất bại chiến lược cho Moscow ở Ukraine. Quan chức hàng đầu cảnh báo EU sắp không còn gì để trừng phạt Nga. Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, tất cả các hạn chế lớn đối với Nga đều đã được áp đặt.
Các cuộc tranh luận của Liên minh châu Âu-EU về các hình phạt mới nhắm vào Nga đang trở nên bế tắc trong bối cảnh khối đã áp đặt mọi biện pháp trừng phạt lớn có thể đối với nước này, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết hôm 20 tháng 2. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Le Soir của Bỉ, ông cho biết mỗi gói hình phạt mới hiện nay nhằm mục đích thắt chặt các kẽ hở và ngăn chặn các nỗ lực gian lận, vì tất cả các biện pháp trừng phạt đã được áp dụng. Chúng tôi đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhiên liệu hóa thạch. Một khi bạn đã thực hiện các bước chính, bạn không có nhiều việc để làm nữa, ông Michel nói thêm. Tháng trước, trong chuyến đi tới Kiev thăm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Michel thừa nhận rằng các cuộc đàm phán về các biện pháp trừng phạt tiếp theo ngày càng trở nên phức tạp. Ông nói, mỗi cuộc tranh luận về các biện pháp trừng phạt mới đều khó khăn hơn nhiều so với cuộc tranh luận trước đó. Gói trừng phạt thứ 10 của EU đối với Nga hiện đang được thảo luận, được cho là trị giá 11 tỷ euro, tương đương với 11,7 tỷ USD, và sẽ tập trung vào việc ngừng bán cho Moscow các loại hàng hóa công nghệ cao có thể được sử dụng trong các hệ thống vũ khí. Theo báo cáo, danh sách đen xuất khẩu sẽ bao gồm thiết bị điện tử, laser, thiết bị vô tuyến, phần mềm, hệ thống điện tử hàng không, máy ảnh hàng hải và khoáng sản đất hiếm, cũng như các thành phần cụ thể khác được sử dụng trong công nghệ nano. Các biện pháp trừng phạt được cho là sẽ nhắm vào nhiều tập đoàn của Nga, bổ sung Alphabank, Rosbank, Ticosbank vào danh sách đen của EU. Lệnh trừng phạt mới cũng sẽ cấm cư dân Nga nắm giữ các chức vụ trong cơ quan quản lý của các công ty quan trọng của châu Âu và hạn chế cung cấp khả năng lưu trữ khí đốt cho các thực thể được thành lập ở Nga. Cho đến nay, Bruxelles đã áp dụng 9 gói trừng phạt đối với Nga nhắm vào nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, cũng như các doanh nhân, chính trị gia và nhà báo. Lính tình nguyện Mỹ tại Ukraine chỉ sống được 4 giờ khi ra tiền tuyến ở Bakhmut. Theo một người Mỹ tình nguyện chiến đấu ở Ukraine, tuổi thọ trung bình của binh sĩ khi bước ra tiền tuyến ở Bakhmut là 4 giờ. ABC News ngày 20 tháng 2 dẫn lời ông Troy Offenbaker, cựu lính thủy đánh bộ Mỹ ở Michigan và đang là tình nguyện chiến đấu cùng quân đội Ukraine ở Donbass, cho biết tuổi thọ trung bình của binh sĩ khi bước ra tiền tuyến ở Bakhmut là 4 giờ. Tình hình ở thực địa khá tồi tệ, tổn thất về người rất nhiều. Ở tiền tuyến, tuổi thọ ước chừng 4 giờ, ông Offenbaker cho biết. Bakhmut là nơi diễn ra những cuộc giao tranh đẫm máu nhất kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự. Nơi này khá hỗn loạn và được mệnh danh là máy xay thịt. Trong nhiều tháng, các lực lượng Nga đã cố gắng bao vây thành phố Bakhmut nhưng đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt của Ukraine. Cho đến nay, Điện Kremlin vẫn không thể có được chiến thắng mang tính biểu tượng trước lễ kỷ niệm một năm bắt đầu chiến dịch quân sự. Pháo rọi xuống không ngừng, ông Offenbaker, người chiến đấu với quân đoàn quốc tế, đơn vị quân sự bao gồm các chiến binh nước ngoài ở Ukraine cho biết. Gần đây, Nga có thể rơi vào tình trạng thiếu đạn, nhưng vài tuần qua, pháo kích diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm, ông Offenbaker nói thêm. Các quan chức Ukraine tin rằng cuộc tấn công lớn của Nga đã bắt đầu. Tuy nhiên, hoạt động tấn công đã trở nên phức tạp do Nga tổn thất nặng nề về nhân sự, thiết bị và những thách thức về hậu cần. Với số lượng pháo kích, số lượng thiết giáp mà họ mang đến, tôi nghĩ cuộc tấn công đã bắt đầu. Họ chỉ gặp khó khăn vì mùa đông không lạnh như mọi khi nên không thể chuyển nhiều thiết giáp như họ mong muốn, ông Offenbaker nói. Ông Offenbaker cũng cho biết khá nhiều gia đình dân thường vẫn ở trong các khu vực bị lực lượng Nga chiếm giữ của thành phố, bất chấp lệnh sơ tán vào tuần trước. Rất nhiều gia đình nghèo, họ không có nơi nào để đi ngay cả khi muốn sơ tán. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều dân thường bị mắc kẹt giữa cuộc tấn công này, ông Offenbaker lưu ý.